Xin chào mọi người, hôm nay Antonio thân thiết sẽ quay cho mọi người xem thực tế hộp DHC dạng collagen DHC dạng nước 7000 volt nha mọi người nhé. Hộp 10 chai và 50ml trên một chai này. Đấy. Mã vạch này, ngày hạn sử dụng này. Đấy. Mặt sau thì có, đây cho mọi người xem cái tem, tem chống hàng giả. Đây, mọi người nhìn cái tem này. Đấy. Và tem phụ nữa nhé. Trên tem phụ thì có tên sản phẩm này, có thành phần, công dụng, đối tượng, hướng dẫn sử dụng, lưu ý, hướng dẫn bảo quản, quy cách đóng gói, số công bố tiếp nhận đăng ký sản phẩm, hạn sử dụng, số lô sản xuất, xuất xứ Nhật Bản nhé. Lại có tên tổ chức nhập khẩu phân phối chịu trách nhiệm về sản phẩm đưa ra thị trường này. Đây. Mặt bên nữa này. Phía trên này.